Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi mỗi sáng hãy tận hưởng ly premium roast coffee vừa mới pha tại tiệm McDonald's có tham gia. Sài Gòn Bosa sang tinh xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang gửi đến quý vị tin tức liên quan đến mức lương tối thiểu và California và New York là hai tiểu bang có tăng lương cao nhất, có nhiều nơi trên 15 đồng nữa, và thậm chí lương tối thiểu họ trả 15-17 đồng cho những người mới vào. Để làm thế nào có đủ nhân viên vì lý do tình trạng thiếu hụt nhân viên. Trong khi đó, 25 tiểu bang khác, ngày hôm nay tin tức cho biết 26 tiểu bang đều tăng mức lương tối thiểu từ của liên bang lên. Và nhiều nhân viên họ không chờ đợi mức lương này bởi vì không có nơi nào mà để chúng tôi trả lương tối thiểu liên bang mà có nhân viên cả. Cho nên thay vì 8 đồng 25, đa phần là phải 9 đồng mấy, 10 đồng, có nơi trả tới mười mấy đồng tại những tiểu bang bảo thủ, và những tiểu bang này có mức lương tăng thấp nhất, thưa quý vị, trong thời gian qua. Tuy nhiên, tình trạng lạm phát, tình trạng thiếu hụt nhân công vì đại dịch đã khiến những tiểu bang này tăng lên. Đây là một tin tốt. Không những thế, những người nhân viên bây giờ đó, họ còn thúc giục, họ còn lựa chọn, chính vì sự chờ đợi lựa chọn đó đã giúp cho mức lương trung bình của đa số người nhân công sẽ tăng lên thêm nữa trong thời gian tới. Bởi vì khi mà họ chờ đợi, họ không đi kiếm việc làm thì cái lượng nhân công để mà làm việc cho các tiểu bang này cũng thiếu thốn. Và vì thế, một trong những nỗ lực thuyết phục để có được nhân viên là phải tăng lương thôi. Ở tại đây, thí dụ họ để tấm bảng chúng tôi sẽ trả lương 13-14 đồng, trong khi lương tối thiểu của liên bang có 8 đồng 25, thế thì ngay lập tức sẽ có được người điền đơn để xin làm việc. Đó là tin tức liên quan đến lương tối thiểu. Giờ đây, quý vị thấy trong một năm qua đại dịch đến và gần 2 năm rồi, thì chúng ta thấy những người mà ở nhà vẫn được trả lương, rồi những người đi làm ngày hôm nay thì trả lương cao hơn nữa. Và nếu mà lương cao như thế, họ làm gì? Tiêu xài. Tin tức ngày hôm nay cho biết đây cũng là tin vui đã giúp cho thị trường tăng lên, bởi vì khi họ tiêu xài thì các công ty sẽ báo cáo về lợi nhuận tăng 3 tháng cuối năm. Và quý vị đi mua sắm, quý vị sẽ thấy hàng dài người chờ đợi tại những cửa hàng từ sang trọng cho tới Walmart, Kohl's v.v. Thậm chí những cái cửa hàng bán lẻ đồ trả lại từ các nơi khác, chẳng hạn như Marshall, TJ Maxx, Ross nữa, quý vị thấy vẫn đông nghẹt người xếp hàng chờ đợi như thường. Tin tức báo cáo mới nhất từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết người Mỹ đi xài, ăn xài quá trời luôn, thưa quý vị. Thứ nhất đó là họ tính từ lễ tạ ơn, tức là lễ tạ ơn đã ăn xài rồi, và sau lễ tạ ơn làm gì? Chi tiền thêm mua sắm nữa. Tin tức mới nhất ghi nhận được mỗi công dân Mỹ đã đóng góp vào nền kinh tế Hoa Kỳ khoảng 1.249 đồng tiền nợ, quý vị nha. Đây là thẻ tín dụng nợ, và trung bình một người Mỹ, mình cứ cho rằng 150 triệu người Mỹ hiện nay đang đi làm đi, thì trong túi họ dùng rỉnh tiền. Họ không những xài tiền mặt của họ làm được, và họ phần lớn là đều xài thẻ tín dụng. Chưa kể đó là nếu quý vị vào trong các nơi mà quý vị có ghi thẻ đó, họ có nhiều cái phương pháp để mà khiến cho quý vị không thể nào mà không mua được. Thí dụ như là nếu mà anh điền đơn để có được thẻ Mastercard hoặc Visa đó, anh sẽ được giảm ngay 40% hoặc là $40
Đó là trường hợp chúng tôi thấy. Và trong Macy, ở tất cả các nơi khác cũng thế. À, ngoài cái chuyện mà giảm giá rồi ha, quý vị điền đơn để bắt đầu mắc nợ đó, quý vị sẽ được giảm thêm 20% nữa. Mà mỗi lần quý vị đi mua sắm khiến cho quý vị nói, ồ, thay vì hôm nay mình mua có mấy chục đồng thôi, mình sẽ mua mấy trăm đồng. Mà chúng tôi đã thấy trường hợp đó rất nhiều, người ta điền đơn để xin thẻ tín dụng. Cái việc thẻ tín dụng này ngày hôm nay nó khác với những năm trước đó, là quý vị được trả từ từ. Thí dụ như là trên Best Buy đó, họ nói trong vòng 12 tháng, nếu mà quý vị chọn đó, quý vị sẽ trả cái tủ lạnh hoặc TV mấy ngàn đồng đó, 12 tháng. Ô, thì cái người tiêu thụ cảm thấy, ô, mình đâu có trả lúc mấy ngàn đâu, mình trả 12 tháng, tháng tầm nó có 100 mấy à, hoặc là 200 thôi, ô. Đó là cái khuyến khích. Nhưng mà nhờ như vậy đó, người tiêu thụ họ mới chịu chi. Mà đa phần ngày hôm nay, sau mùa lễ, thì con số này là 1.249 đồng trung bình cho một người đang mắc nợ thẻ Visa hoặc Mastercard. Nhưng mà có nhiều trường hợp mà nói, ô, 1.249 đồng với tiền lương của chúng tôi tăng, rồi công ăn việc làm, chúng tôi nghĩ rằng trong cả năm tới nữa, công ăn việc làm vẫn còn rất là ổn định và tạo thêm cái sự tự tin của người tiêu thụ. Chính vì thế, mặc dù họ ta thán về sự lạm phát, họ vẫn tiêu xài như thường và ai cũng chấp nhận cái tình trạng tăng cái tiền lạm phát này lên đối với cái món hàng họ mua so với năm ngoái. Thêm nữa, nhờ cái chương trình khuyến mãi kích thích người tiêu thụ của các đại công ty, quý vị đâu có trả cái lạm phát đâu. Nếu như quý vị tính vào cái tiền giảm 20%, thí dụ như của Macy hoặc là nhiều nơi khác nữa, thì cái tiền đó xem như họ trả thuế và giảm được cái lạm phát. Nếu như mà phần lớn thì quý vị mua trong cái đợt mà quý vị phải đi dính vào cái chuyện mà thẻ tín dụng. Dạ vâng, thưa quý vị, và chính quyền Trung Cộng với cái việc mà muốn đàn áp sự tự do và cũng như là cái phong trào đòi dân chủ ở Hồng Kông đó, vào sáng ngày hôm nay đã cảnh sát Hồng Kông chính thức bắt giữ một người, cô này vốn là ca sĩ rất là nổi tiếng ở đây, cũng như là một nhà đấu tranh cho cái phong trào dù vàng đó, đòi hỏi nền dân chủ ở tại Hồng Kông, Dennis Hồ, tên của cô dịch ra là Hồ Thi Vận. Cô này bị cảnh sát Hồng Kông bắt vào lúc 2 giờ sáng thứ tư giờ ở tại Hồng Kông. Thì cô là một trong 6 người sáng ngày hôm nay bị bắt. Nhưng mà vào đến khoảng 8 giờ sáng hôm nay ở Hồng Kông đó, khi mà mở cuộc họp báo, thì phía cảnh sát an ninh Hồng Kông thừa nhận họ bắt thêm một người thứ 7 nữa. Mà bây giờ cái danh tính người này không biết được, chỉ biết rằng 6 người đầu tiên, trong đó có Hồ Thi Vận, vốn là nằm ở trong cái hội đồng quản trị của cái tờ báo Stand News. Thưa quý vị, đây cũng là cái tờ báo chuyên theo dõi và đăng những cái tin tức ủng hộ cho phong trào dân chủ ở Hồng Kông. Và cái tờ báo này vào sáng ngày hôm nay cũng đã bị chính thức bị cảnh sát ở Hồng Kông đột nhập vào và tịch thu hết tất cả giấy tờ cũng như là những cái bài báo của họ. Và hiện nay cái tòa báo này cũng đã bị phong tỏa, không thể làm việc được. Thì cô Dennis Hồ đó, thưa quý vị, bắt đầu từ năm 2014 khi mà chính thức thừa nhận cô là người đồng tính. Thì cô cũng nhận ra được là cái nền dân chủ ở Hồng Kông bị đe dọa, và cô cùng với Hoàng Chi Thông là một trong hai gương mặt nổi trội và lúc nào cũng là những cái tiếng nói mà mạnh mẽ đi đầu trong cái phong trào của dù vàng. Và được biết là cô Hồ Thi Vận này đó đã từng xuất hiện ở những cái buổi gặp mặt của United Nations, là Liên Hợp Quốc à? Liên Hợp Quốc, thưa quý vị, để mà kêu gọi thế giới cũng như đặc biệt là Hoa Kỳ đó giúp đỡ cho cái nền dân chủ ở tại Hồng Kông. Tuy nhiên, kể từ khi mà cô đứng ra làm gương mặt đại diện cho phong trào dù vàng đó, thì chính quyền ở Hồng Kông đã bắt đầu trù dập cô, khi mà cái sự nghiệp là ca sĩ của cô đó là cô bị liệt vào trong blacklist. Họ không cho cô xuất bản âm nhạc cũng như là không thể nào mà tổ chức những cái đêm nhạc, cho nên là cái vấn đề về kinh tế của Hồ Thi Vận từ năm 2014 cho đến nay đó là bị kiểm soát rất là ngặt nghèo. Và đặc biệt khi mà bị vào blacklist đó, thì trước đó cô có những cái hợp đồng ký kết với những cái nhãn hàng, chẳng hạn như Lancome, họ bởi vì muốn làm ăn ở Trung Quốc mà họ đã hủy bỏ những cái hợp đồng với cô luôn.
Cái khó khăn bây giờ là cô đành phải, nếu mà bị như thế, phải xin tị nạn chính trị ở Anh Quốc. Không cần phải xin tị nạn, bởi vì Anh Quốc sẵn sàng đón nhận tất cả những người Hồng Kông. Và trong thời gian qua, ít nhất là trên 70.000 người Hồng Kông đã nhận được visa vào Anh Quốc để cư ngụ. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Mời quý vị vào trong trang nhà littlesaigontv.com theo dõi phần livestream, đọc các bản tin đáng chú ý. Và nếu quý vị vào YouTube, nhớ nhấn nút subscribe, nút like. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Kính chúc quý vị ngày mới thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Bạn có nhớ không, khi bạn bị bong gân mắt cá chân, mẹ sẽ an ủi động viên bạn. Làm việc chăm chỉ và kiên trì là một món quà từ cha. Khi bạn vấp ngã, sự chăm sóc của bà là món quà tốt nhất để giúp bạn đứng lên. Một món quà thật quý giá. Thể hiện tình yêu thương sâu sắc từ xa đến các thành viên trong gia đình. Dầu gió còn nó, một món quà hoàn hảo của tình yêu và sự quan tâm dành cho những người thân yêu của bạn.